Xin chào các bạn. Hiện tại là mình là Mai Quy, đang bán những cái vật tư cho cây trồng trong ngành nông nghiệp và cây lan nói riêng và tất cả những cây nông nghiệp nói chung. Thì hôm nay Mai Quy xin giới thiệu một cái sản phẩm thích hợp cho mùa khô, đặc biệt dùng cho mùa khô. Tại vì mùa khô là nó bị khô nước. Và hiện tại Mai Quy đang đứng trong vườn lan. Thì mùa này là mùa tháng 2, tháng 3 dương lịch, khô hạn, không có mưa. Thì đây là chất trồng, đây là giớn các bạn ha, đây là giớn, các bạn đã biết cái giớn rồi. Đây là vỏ dừa ép khối các bạn ha, vỏ dừa ép khối. Thì sản phẩm giớn này nó đã khá quen thuộc với người trồng lan, nhất các bạn đã chơi lan hồ điệp. Thì nó giữ nước cực kỳ, nó là sản phẩm giữ nước nhiều nhất trên thế giới hiện tại bây giờ để trồng lan giá thể. Đây là sản phẩm đứng trong top 3 của thế giới. Top 3 của thế giới là gì? Là giớn, vỏ thông và sơ dừa các bạn ha. Thì hôm nay Mai Quy đứng giới thiệu chúng ta đi hai sản phẩm đứng trong top 3 thế giới về chất trồng cây, đó là giớn và sơ dừa ép khối. Cái giớn này hiện tại công ty Mai Quy mình đang bán có hai sản phẩm. Một là giớn chi lê, tức là nó đã ép kiện về đó các bạn, ép luôn nguyên đai nguyên kiện về. Thì các bạn đã mua kiện thì lấy kiện, còn mua ký thì bên công ty mình cắt ra và bán ký cắt ra. Đây là sản phẩm, đây là nguyên cục đã được cắt ra các bạn ha. Thì cái cục này cắt ra chúng ta về chúng ta ngâm nước nó sẽ rã ra rất là nhiều, tại nó được ép khối. Thì giớn chi lê này là một kiện của nó khoảng gần 5 kg, mua kiện là khoảng gần 5 kg, xả ra là được một đống gì cũng to lắm các bạn. Hai là chúng ta mua ký lẻ cũng có. Đây là sản phẩm nhập khẩu. Đặc biệt công ty Mai Quy xin giới thiệu cái giớn của Việt Nam không thua kém gì giớn nước ngoài mà giá cả rẻ hơn và đã được khẳng định chất lượng trong vòng khoảng gần 3 năm nay. Tức là trong 3 năm nay là giớn này đã len lỏi trên thị trường là giớn Việt Nam và những người trồng hồ điệp họ đánh giá rất là tốt. Tại vì sao? Nó cũng sạch, đẹp, khô và chất lượng không bị mục. Nó đạt được cái tuổi không thua kém gì giớn nhập khẩu. Và mình thấy về thẩm mỹ nó còn đẹp hơn nữa, tức là nó trắng hơn các bạn, nó trắng hơn, còn cái này nó còn màu, nó đậm hơn. Đây là những cái giớn mà bên công ty mình đắp trên mặt cho mùa khô này. Đây là giớn Việt Nam hoàn toàn, tại vì giá thành nó rẻ, nó gần như là nó rẻ khá là nhiều so với thằng giớn chi lê. Các bạn có thể coi giá khi mà video mình đăng ha, nó chạy trên. Thì đạt được độ bền, sạch, đẹp, giá bình dân. Thì giớn Việt Nam cũng được rất là được ưa chuộng. Có nhiều lúc nó hết hàng thì chúng ta phải mua giớn chi lê, nhưng mà giớn Việt Nam là không thua kém gì đó. Thì cái giớn Việt Nam hiện tại công ty Mai Quy có nhập về đầu năm ha. Thì có nhập về đầu năm để cung ứng cho thị trường, nhất là khô hạn các bạn ha. Thì cái giớn Việt Nam là công ty Mai Quy có đóng những dạng gói nhỏ nửa ký, một ký để cho dễ dàng bán cho khách hàng, để khách hàng về sử dụng và không phải mua quá nhiều mà cứ sử dụng không hết. Các bạn trồng hồ điệp số lượng lớn, trồng giới Việt Nam tốt. Hiện tại mình có khách hàng ở Mỹ Tho, Tiền Giang trồng một vườn hồ điệp rất là lớn và toàn bộ họ đều lấy cái giới Việt Nam hết. Và họ trồng mấy năm nay rồi, không có vấn đề than phiền gì hết các bạn ha. Rồi, cái vật liệu này, đây Phan, mình nói để mình minh chứng cái phần giới này để các bạn đầu năm chúng ta yên tâm ha. Đây là cái giới Việt Nam nè. Và cái cây kiếm này nè, nó bị suy các bạn, ốp nhôm mà nó cái củ này củ già đó các bạn thấy nó yếu không, nhưng nhờ trồng bằng cái giớn này nó ra hai cây con phát triển cực kỳ mạnh luôn. Nhưng giớn sẽ bị ướt lắm nha các bạn, nên Mai Quy phải đem để cái chậu này ở trên cao để hạn chế tưới ha. Thì cái chậu này tưới đợt này tưới nhiều nên nó mới bị cái đen như vậy, nhưng cây vẫn phát triển tốt. Chúng ta hạn chế tưới, cái dạng mà nó ướt như vậy 3 ngày sau mới tưới lại á, ướt chèm nhem vậy nè, nhìn vô là biết rồi, cầm lên rất là nặng.
Nhưng cây lan đặt đây là mình minh chứng cho các bạn xem nha, không trồng vớn nó suy nhanh lắm các bạn, nó khôi phục không kịp luôn, dù trồng bất cứ chất trồng nào không phải là vớn. Đây là đây là các bạn thấy cây nó suy không, này suy nè, ở dưới đây là vỏ thông nè, nhưng cây nó không có rễ, không có ăn, nó không có hút được. Chúng ta trồng bằng cái vớn này nè, chúng ta chỉ cần bó một bó bự là chúng ta đắp dưới đây, mà vớn lúc nào cũng ướt đi thì đảm bảo cái cây lan này nó sẽ hồi nhanh hơn. Hoặc là chúng ta trồng vô cái chậu, cái chung nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà vớn này chúng ta làm đặc cứng thì nó sẽ không có bị no nước, nó giữ ẩm thôi, thì cây chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn là chúng ta trồng khô như vậy cực kỳ lâu luôn. Đây ví dụ như cây này chúng ta thấy trồng thấy không, cây này nó cũng dạng cây bên kia thôi, lá nhăn, nhưng mà mình chỉ đắp một cái lớp vớn trên đây thôi là nó muốn khô rồi, khô rồi. Ở dưới là vỏ thông, rễ thấy cũng ra nhiều lắm các bạn, cực kỳ ra nhiều rễ luôn, nhưng cây con lên vẫn không mạnh, bắt nhịp rất là lâu các bạn. Nếu chúng ta trồng đây thua rồi, chúng ta trồng thành công cái dạng vớn như vậy, các bạn thấy không, cây con dù là hai cây lên, cây mẹ lá thẳng luôn, hồi xưa nó nhăn như vậy nè, nhưng mà bây giờ là nó thẳng luôn rồi, và hai cây con mạnh luôn, bắt nhịp luôn, và cây con lớn nó luôn, không phải chờ đợi gì hết. Chúng ta chú ý ha, nhưng cái phần tưới nước chúng ta phải cực kỳ chú ý, tại vớn là giữ nước rất là nhiều, chúng ta mà tưới ướt rồi là mấy ngày sau chúng ta mới tưới lại, chứ không được quyền tưới cho nó ướt hoài, nó sẽ bị đen và nó sẽ bị mục, và nó sẽ rất là dễ hại cây, là bị thối cây. Qua cái chất trồng nữa là chất trồng này là một cái sư dừa. Đây các bạn, đây là sư dừa. Cái chất trồng sư dừa này nè, chúng ta mà mua cái vỏ dừa hay bất cứ gì đó là chưa xử lý. Đây là sư dừa dạng viên nhỏ nhỏ như vậy nè, nó đã làm rồi, không có bị quá mịn, không quá to, và ép khối và đã được xử lý để xuất khẩu. Chúng ta biết mà, đã xuất khẩu thì không có được có côn trùng, không có được có vi khuẩn độc hại, nó phải tiêu diệt những cái phần đó nó mới xuất khẩu được, chứ không thôi là người ta không cho nhập khẩu. Thì cái phần sư dừa ép khối này rất là thuận lợi cho chúng ta mua ở những nơi mà không có sư dừa nhiều, như sư dừa khô hay là ngoài Bắc hay là thậm chí là nước ngoài, thì cái sư dừa này được trồng cây và ép khối, chúng ta về chúng ta cũng ngâm nước cái này như là cái vớn của Đài Lo Chile, chúng ta ngâm cái này là nó một đêm hai đêm là nó sẽ rã ra rất là mịn, rất là thoải mái, nhưng mà không có quá siêu nhỏ. Đây là cái cây lan kiếm mà mình trồng và mình rã ra rồi nè các bạn, đây là nó ra những cái cục này nè, rất là dừa, nó như cái cục vỏ thông á, nhỏ nhỏ vậy đó. Đây là cái tiêu chuẩn để trồng cây trên thế giới, nên thành ra người ta làm đúng, chứ không phải người ta làm siêu mịn hay là quá to, mà là người ta là làm những cái cục nó vừa tầm như vậy các bạn ha, nó vừa như vậy thì nó rất là thuận lợi cho việc trồng cây, và đặc biệt là vận chuyển xa của những cái chất trồng này. Thì cái gì tất nhiên là sư dừa thì nó sẽ rẻ tiền hơn giờ hơn cái vớn này các bạn ha, nhưng mà sư dừa thì nó cũng đỡ khô hơn, tức là nó ẩm vậy nè, ngày nào tưới một lần, một ngày tưới đẫm một lần là không sao hết. Còn cái vớn này mà một ngày tưới đẫm một lần là bị dư nước, nên chúng ta tùy theo hoàn cảnh, tùy theo giá tiền, tùy theo điều kiện để chúng ta mua cái sản phẩm phù hợp. Thì Mai Quy rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua, và hôm nay Mai Quy cũng giới thiệu tiếp những đó là những cái sản phẩm chất trồng để trồng cho lan. Và cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn trồng lan thành công, có những chậu lan tuyệt đẹp để ngắm, để nhìn, và chúng ta có thể đem đi thi hay là trưng bày tại nhà. Và những chất trồng này cũng sẽ góp phần vô những cái nền nông nghiệp, những cây nông nghiệp như ươm giống, hay là những cái nơi khô hạn mà chúng ta tưới hoài không đủ nước, hay là chúng ta muốn trồng mà một lần trồng mà tới 3 đến 7 ngày sau mới tưới nước, đỡ tiết kiệm được thời gian công sức, thì đó là rất là tuyệt vời. Thì Mai Quy xin trân trọng cảm ơn, và xin chào, hẹn gặp bạn trong những video sau. Xin chào nhé.